2016, con tàu Hương Thịnh Cớp tiếp tục hành trình rẽ sóng vừa đại dương, chinh phục những tầm cao mới. Trên con tàu ấy, có biệt đội tinh nhuệ Hưng Thịnh Nguyễn Chí Thanh, dũng cảm và trung thành, mang theo sứ mệnh xây dựng và phát triển đội ngũ hùng mạnh, chuyên nghiệp, phát huy và kế thừa nền tảng nhân văn vững chắc, gắn kết để thành công. Với phong độ đỉnh cao, một âm mưu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để chinh phục mọi mục tiêu. Chiến dịch We Will Comeback 2016 ra đời với quyết tâm cao nhất của cả tập thể, đưa Hưng Thịnh Nguyễn Chí Thanh giữ vững vị thế dẫn đầu trong hệ thống sàn giao dịch trực thuộc Hưng Thịnh Đen. Chúng ta sẽ trở lại với chiến dịch We Will Comeback 2016. Chí Thanh sẽ thành công với công thức này. Lại. Nguyễn Chí Thanh nói là làm. Nguyễn Chí Thanh nói là làm. Hưng Thịnh Nguyễn Chí Thanh là một tập thể đầy sức trẻ, năng động và sáng tạo. Chúng tôi tự tin. Chúng tôi phục vụ. Chúng tôi đam mê hoài bình. Vượt qua mọi khó khăn, gian lao, thử thách, Hưng Thịnh Nguyễn Chí Thanh vẫn kiên định với lý tưởng và mục tiêu, tin tưởng vào bản thân, vững vàng vượt qua mọi trở ngại, hiên ngang thống lĩnh các giải thưởng, vươn lên vị trí dẫn đầu với doanh thu cao nhất hệ thống Hưng Thịnh Đen, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh 2016 thành công rực rỡ. Hướng về tương lai, vẫn thành công. Năm 2017, với công thức thành công là cả tập thể cùng làm, Hưng Thịnh Nguyễn Chí Thanh sẽ tiếp tục phát huy tài năng và bản lĩnh của mình để đồng hành cùng con tàu Hưng Thịnh Cớp hướng tới tương lai tươi sáng của bến bờ hạnh phúc.